Thưa quý vị, từ năm 1991, Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới đã lấy ngày 14 tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường. Năm nay thì thông điệp của ngày này là chúng ta cần biết nguy cơ mắc đái tháo đường của mình và biết cách phòng chống bệnh. Thực tế thì rất nhiều trường hợp vô tình phát hiện bị đái tháo đường khi bệnh đã có biến chứng. Thông điệp năm nay nhằm nhắc nhở mọi người hãy lắng nghe cơ thể, theo dõi sức khỏe, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời nhằm đẩy lùi căn bệnh này. Ông Nguyễn Xuân Ánh, 56 tuổi, nhập viện vì một vết thương ở bàn chân khó lành. Vết thương của ông cần phẫu thuật. Nhưng 2 tuần qua, ông phải điều trị căn bệnh đái tháo đường vừa mới phát hiện, căn bệnh mà ông không hề nghĩ tới. Do đi lao động rồi bị đạp vào gai á, thế là nó nhiễm trùng. À, thế là đầu mình về mình uống thuốc điều trị. Một tuần thì thấy nó không lành, đi ra khám lại thế bác sĩ bảo mổ. Và thế là nhập viện mổ thì xét nghiệm máu để mổ thì mới phát hiện ra mình bị tiểu đường. Trước cái đó thì mình chỉ thấy người nó hơi mệt mệt tí thôi, nhưng không thấy gì. Vẫn lao động, vẫn làm việc bình thường, ăn uống bình thường. Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người phải sống chung với căn bệnh đái tháo đường. Hầu hết trong số này là đái tháo đường type 2. Trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng. Tỷ lệ người mắc đái tháo đường được chẩn đoán, phát hiện chỉ khoảng 1/3 số người mắc. Số ít bệnh nhân thì nó sẽ có triệu chứng rầm rộ, thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường type 1. Thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là khát nhiều, tiểu nhiều, uống nhiều tiểu nhiều, gầy sụt cân nhiều, mệt mỏi. Một số bệnh nhân thì có thể thấy mờ mắt hoặc là vết thương lâu lành. Tuy nhiên trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì chỉ có một số ít bệnh nhân là có triệu chứng rõ. Thường thì bệnh nhân sẽ không có triệu chứng gì mà chỉ tình cờ đi khám sức khỏe phát hiện. Thì đối với bệnh nhân mà trên 40 tuổi thì người ta có khuyến cáo là mỗi năm nên đi khám sức khỏe định kỳ để được phát hiện đái tháo đường. Tại Việt Nam và trên thế giới, bệnh đái tháo đường gia tăng nhanh chóng. Chỉ riêng tại phòng khám Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, trung bình mỗi tháng có từ 4.000 đến 5.000 lượt bệnh nhân khám đái tháo đường. Trong số 60 giường nội trú tại khoa nội tiết thì hơn một nửa bệnh nhân nhập viện do biến chứng của đái tháo đường như biến chứng tăng đường huyết, biến chứng bàn chân, suy thận. Sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ đái tháo đường thì chủ yếu gặp ở đái tháo đường type 2, tức là nó liên quan đến cái tình trạng phát triển kinh tế, tình trạng đô thị hóa, tức là nó dẫn đến những cái thay đổi về chế độ ăn, ví dụ như dư thừa năng lượng nhiều, chất béo nhiều, chất ngọt và cái lối sống ít vận động. Quan trọng là mình phải thay đổi lối sống, tức là có lối sống lành mạnh, chọn lựa những cái thực phẩm, ví dụ nhiều chất xơ, trái cây, rau để cung cấp chất xơ, hạn chế ăn nhiều chất béo. Ăn tinh bột ở mức độ vừa phải và năng tập thể dục. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang kiểm soát tỷ lệ đái tháo đường dưới 10%, hiện ở mức 7,3%. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh đái tháo đường có xu hướng gia tăng cùng các bệnh không lây nhiễm khác, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe để tránh được gánh nặng do căn bệnh này gây ra.